Xin kính chào cô chú anh chị các bạn, mình xin chia sẻ với cô chú anh chị các bạn một điểm bán mai bonsai nhỏ nhỏ nè các bạn. Mấy cái chậu nhỏ nhỏ rất là dễ chơi ha. Tại cái ngay cái khu với cái chỗ này là khách sạn International nè các bạn. Khách sạn International ha. Ở đây có rất là nhiều chậu mai nhỏ nha các bạn, rất là dễ chơi. Mai nhỏ nhưng mà bông rất là nhiều nha các bạn. Này mình không biết nhiêu chậu nữa. Nhiều luôn. Quá chừng bông. Các bạn những chậu nhỏ nhỏ này các bạn để trên bàn làm việc rất là tuyệt vời ha, rất là đẹp luôn á. Bên này có một chậu nhỏ hoa nè các bạn ơi. Cái chậu này chắc khoảng chừng trăm ngoài chậu gì hết các bạn. Tại vì chủ ngủ rồi cho nên mình không hỏi giá được nha các bạn. Cái chậu nhỏ nhỏ chứ này giá nhiêu vậy cô chị? Mai này mai tại mai gì dạ, mai đại lộc phải không? Nhiêu một chậu gì nhỏ nhỏ vậy là nhiêu chị? Chậu nhỏ nhỏ thì 150. 150 hả? Dễ chơi và đẹp, góc đẹp quá ha. Mà đã, còn ở trên này thì giá tầm từ giá từ nhiêu tới nhiêu chị? Giá 1 triệu tới 3 triệu. 1 triệu tới 3 triệu. Còn dưới này là rẻ nhất là 150 phải không? Dưới này là rẻ nhất là 150 phải không? Dạ. Dạ. Dưới này là một tầm 150 một chậu ha các bạn. Còn ở trên này cũng mai đại lộc luôn hả chị? Mai đại lộc nha các bạn. Giá tầm khoảng từ 1 triệu đến 3 triệu. Mai gốc đẹp nè các bạn. Thích chơi mai mini thì 150 một chậu ha các bạn. Cái này ghế gốc nó đẹp nè. Giá từ 1 triệu đến 3 triệu nha các bạn.
có ớt luôn. Xin nói nhắc lại với các bạn, đây là Mai Đại Lộc. Các bạn đến đây hay trang chỗ cái không gian trống của chỗ cái khách sạn International đó các bạn, chỗ cái đường Trần Quốc Toản ha, Mai Đại Lộc, giá từ 1 triệu đến 3 triệu và giá mỗi chậu nhỏ 150.000 nhà cũng có luôn nha các bạn, rất là dễ chơi ha. Chạy đi đảo đảo hoài, người ta nói ăn trộm đó ba ơi. Cho các bạn xem góc này cũng đẹp lắm nè. Dán này vẫn hay nằm hướng lên nè. Dán thân đó các bạn. Rất là nhiều luôn nha các bạn. Này là nở ra cái là vàng cây luôn đó, Mai Đại Lộc. Ở đây có khoảng vài chục chậu Mai Đại Lộc thôi nha các bạn. Khoảng chừng 20 hay ngoài gì thôi. Mai Đại Lộc thì bông bự, bông nhiều như bạn, cánh bông rất là tốt luôn, rất đẹp luôn á. Còn đây là một cây dáng thẳng nè. Nụ rất là nhiều luôn. Bên đây cũng là một cây bông rất là nhiều nè các bạn. Cho các bạn xem một bông nở này nha. Bông chùm chùm luôn á các bạn. Mai màu cam này là mai gì vậy chị? Cái đó là mai cam anh. Mai cam luôn hả? Dạ. Mai cam là nhiêu cây chị? 4 triệu. Dạ. Lát chút xíu sẽ quay riêng cây mai cam chút nha. Mai cam 4 triệu. Mai Đại Lộc và mai cam đó các bạn. Đại Lộc thì tầm giá từ 1 triệu đến 3 triệu.
các bạn cứ đến đây ha, xem và ưng ý nha các bạn. Nó rất là nhiều người nụ luôn á, bông nở to ha. Mai ca chia được mấy cây chị? Được 2-3 cây gì mà em đem lên có cây à. À, nhanh tay thì còn, lẹ tay thì hết nha. Là cái chậu này, chậu này chậu mai Đại Lộc phải không chị hả? Mình Bến Tre bán hay lên bán hay là ở đâu chị? Dạ Bến Tre. Năm nào cũng bán đây hết hay sao chị, hay là mới đây hả? Bông quá trời dày luôn. Đây là những gốc mai Đại Lộc nha các bạn. À, xin cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy đến đây để chọn những cây mai bông đẹp và giá thì tầm 150.000 cũng có, và 1-3 triệu ha. Bông thì to. Giờ cho các bạn xem lại bông lần cuối của một cây nha.